Phải nói là bất ngờ bởi vì tình huống xử lý của Nhâm Anh Dũng nó là quá đột biến. Đã có một pha xử lý có thể là ngoài sự mong đợi. Chúng ta cùng xem lại tình huống. Pha tung người mắc bóng và sau đó là một tình huống bóng đi cuộn vào góc xa khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Ngọc Tuấn. Bàn thắng Mạnh Dũng ở phút thứ 40. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các thủ Viettel trong trang phục thi đấu màu đỏ. Tỷ số là 2-0 cho các thủ Viettel. Ngay ở giây thứ 33, Viettel FC đã đó là hữu thắng. Đây là một trong những bàn thắng có thể nói là dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Nhâm Anh Dũng. Như vậy là đã có bàn thứ 3 cho cao thủ Viettel. Cao tốc độ của trận đấu. Viettel lúc này đã có được 3 bàn thắng. Mong muốn chơi có thể nói là chậm rãi nhưng mà rất thực dụng trước khung thành. Đánh đầu, đây là bàn thắng thứ tư rồi. Bàn thắng thứ tư cho các thủ Viettel. Pha di chuyển và sau đó là cú gõ đầu của Dương Văn Hào. Không có ai theo kèm Dương Văn Hào. Chung căng ngang hiển vị của trợ lý trọng tài. Cuối cùng thì Hoa cùng xem lại công đầu trong bàn thắng vừa rồi thuộc về Danh Chung. Của Danh Chung, sĩ chiến có lẽ là đã định dứt điểm ngay.